năm 2019, nghiên cứu của Splash Data cho thấy, người dùng Internet vẫn quá dễ dãi với mật khẩu của mình. Những mật khẩu vô cùng đơn giản như 1, 2, 3, 4 năm vẫn được sử dụng nhàn nhản. Đó cũng là lý do Microsoft và nhiều hãng phát triển phần mềm khác không còn tin vào biện pháp bảo vệ bằng mật khẩu. Thay vào đó, người ta tìm tới các biện pháp bảo vệ chắc chắn hơn như sinh chắc. Nhiều người vẫn kêu ca rằng Internet là môi trường phức tạp, và tài khoản của họ dễ bị tin tặc đánh cắp nhưng mấy ai biết rằng những mật khẩu tài khoản cực đơn giản và dễ đoán vẫn được sử dụng. Không ngạc nhiên khi 123456 vẫn là mật khẩu tệ hại nhất trong năm 2019, theo xếp hạng của Splash Data. Tiếp sau đó là mật khẩu 123456789, thậm chí là từ tiếng Anh của từ mật khẩu, password.